Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành của thành phố đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình xây dựng cầu Tây đô. Công trình xây dựng cầu Tây đô do Sở Giao thông Vận tải Thành phố làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 200 tỷ đồng từ ngân sách. Sau gần một năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đơn nguyên 1 và đã thông xe dịp Tết Nguyên Đán. Hiện nay đơn vị thi công đang tập trung phá cầu Tây đô cũ để triển khai đơn nguyên 2. Về mặt bằng, đến nay chủ đầu tư đã phối hợp với ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Phong Điền bố trí đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng và chuẩn bị giao nền để các hộ này tái định cư. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè đánh giá cao tiến độ thực hiện công trình, đồng thời giao chủ đầu tư và huyện Phong Điền hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tháo gỡ khó khăn cho công trình để hoàn tất đơn nguyên hai vào cuối năm nay.